Sáng 18 tháng 9, tạp chí Vogue Hàn Quốc đã tung ra bộ ảnh mới nhất được Lisa Blackpink kết hợp cùng thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton mà cô làm đại sứ. Đáng chú ý, cô đã có những chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm trong bài phỏng vấn độc quyền của tạp chí thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Cụ thể, chia sẻ về sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên kể từ khi thành lập công ty riêng El Lao Rockstar, Lisa đã bật cười khi nhắc đến một bí mật mà chưa ai biết. Làn da rám nắng là làn da tự nhiên khi tôi quay phim The White Lotus ở Thái Lan. Lời tiết lộ của Lisa khiến người hâm mộ lập tức đặt nghi vấn cô đang đáp trả cho những nghi vấn nhuộm da, chiếm dụng văn hóa từng khiến cô bị chỉ trích khi quảng bá MV Rockstar. Trước đó, khi tung những hình ảnh đầu tiên để quảng bá MV Rockstar, Lisa đã nhận sự chỉ trích dữ dội khi một bộ phận cộng đồng mạng cáo buộc cô chiếm dụng văn hóa người da màu, chối bỏ gốc gác idol châu Á vì xuất hiện với hình ảnh nhuộm đen chính mình. Tuy nhiên, với lời chia sẻ mới nhất của Lisa, có thể thấy việc xuất hiện với làn da rám nắng xuất phát từ nguyên nhân làn da của cô bị đen đi rõ rệt khi liên tục quay phim ngoài trời dưới thời tiết nắng gắt của quê nhà Thái Lan. Trước đó không lâu, Lisa cũng được cho ngầm đáp trả cáo buộc đạo nhái trong MV Rockstar. Cụ thể, ở thời điểm lên sóng MV Rockstar, đạo diễn Gabriel Moses đã cáo buộc Lisa đạo nhái khi so sánh một cảnh trong MV Fan của Travis Scott do anh thực hiện với Rockstar của Lisa. Tuy nhiên, cộng đồng mạng chỉ ra MV Fan của Travis Scott không phải sản phẩm duy nhất thực hiện phân cảnh tương tự. Trong đó, nhiều người khẳng định MV Humble của Kendrick Lamar mới là sản phẩm âm nhạc đẻ ra phân cảnh có hiệu ứng nhiều nhân vật có mặt trong một khung hình. Theo đó, MV Humble được ra mắt từ tháng 3 năm 2017, còn MV Fan ra mắt vào tháng 3 năm 2024. Đạo diễn của MV New Woman, sản phẩm solo thứ hai của Lisa trong năm 2024, cũng chính là Dave Meyer, đạo diễn của MV Humble. Cộng đồng mạng tin rằng đây là cách mà Lisa đã đáp trả lại các cáo buộc đạo nhái từng gây xôn xao thời gian qua. Ngoài tranh cãi, mới đây Lisa còn bị bên nguyên đời tư lên phim Emily in Paris. Theo đó, trong phần 4 Emily in Paris, Mindy, bạn thân của nữ chính Emily, do Ashley Park thủ vai. Cô là ca sĩ người châu Á sống tại Paris, Pháp và đang hẹn hò với Nicolas, con trai người thừa kế của công ty hàng hiệu JVMA. Mặc dù đây là cốt truyện phổ biến, khán giả lại cho rằng nó tương tự với Lisa vì nữ thần tượng đang hẹn hò với Frederic Arnault, người thừa kế tập đoàn hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới LVMH. Có nhiều sự trùng hợp khác khiến người xem chắc chắn rằng nhân vật này lấy cảm hứng từ đời tư của mỹ nhân Thái Lan. Trong tập 8, nhân vật Mindy trở thành vũ công biểu diễn tại quán rượu khỏa thân Crazy Hall ở Paris. Năm ngoái, Lisa từng gây chấn động khi diễn 5 đêm tại địa điểm này và tạo ra tranh luận dữ dội bởi Crazy Hall nổi tiếng với các chương trình biểu diễn thoát y. Nữ diễn viên sinh năm 1991 nói cô căng thẳng và vật lộn khi đóng cảnh bán khỏa thân. Cô mô tả việc ngược trần là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi diễn viên. Chúng tôi có ký ức lặp đi lặp lại về việc ở trên sân khấu, không biết mình đang làm gì trong bộ đồ lót và đó thực sự là những gì tôi đã trải qua. Nhưng được bao quanh bởi những vũ công đẹp nhất thế giới xung quanh tôi, thật căng thẳng và khó khăn để thực hiện. Nếu không có biên đạo múa Carol Hanagami và ekip của tôi ở bên cạnh, tôi không nghĩ mình vượt qua được, Ashley Park chia sẻ. Tuy nhiên, Park nói tự hào về cảnh quay và đánh giá đó là trải nghiệm diễn xuất cô không bao giờ quên. Một điểm trùng khớp khác là Mindy từng là giám khảo cuộc thi âm nhạc ở Trung Quốc. Lisa cũng là cố vấn sau Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 23 tại đất nước tỷ dân. Liên tiếp có nhiều điểm móc nối với thành viên Blackpink, khán giả cho rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một số khán giả đưa ra bằng chứng, LVMH thậm chí còn tham gia sản xuất series phim phần 4 khi tài trợ đồ cho nhiều diễn viên.